Chào các em, hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em soạn bài kiểm tra tổng hợp cuối năm trong sách giáo khoa ngữ văn lớp 7, tập 2, trang 145. Bài kiểm tra tổng hợp cuối năm ngày hôm nay sẽ nhằm tập trung đánh giá một cách toàn diện những kiến thức và kỹ năng của môn học ngữ văn theo tinh thần tích hợp cả 3 phần, đó là văn, tiếng Việt và tập làm văn trong một bài viết. Tuy trọng tâm chú ý hơn vào các nội dung của chương trình học kỳ 2, nhưng các em vẫn phải liên hệ và vận dụng những kiến thức mình đã học ở học kỳ 1 nhé. Thứ nhất, về phần văn. Đối với phần văn thì trọng tâm của phần này là đọc hiểu văn bản trong ngữ văn 7 tập 2, đó là các văn bản nghị luận hay còn gọi là lập luận. Ngoài ra còn có đọc hiểu một vài tác phẩm tự sự và văn bản nhật dụng. Khi học ôn phần này thì các em cần chú ý một số điểm sau đây. Thứ nhất, các em cần nắm được nội dung cụ thể của các văn bản tác phẩm được học trong sách ngữ văn lớp 7 tập 2. Nội dung nổi bật của các bài văn nghị luận thì hầu hết đều được thể hiện rõ ở tiêu đề của mỗi văn bản. Ví dụ như tinh thần yêu nước của nhân dân ta, sự giàu đẹp của tiếng Việt hay đức tính giản dị của Bác Hồ, ý nghĩa văn chương. Đây chính là các luận điểm bao trùm mà mỗi bài văn nghị luận tập trung làm sáng tỏ. Ngoài các văn bản nghị luận vừa nêu, thì trong sách ngữ văn lớp 7 tập 2 còn có một số tác phẩm tự sự. Đó là hai chuyện ngắn, Sống chết mặc bay của Phạm Duy Tốn và Những trò lố hay là Varen và Phan Bội Châu của Nguyễn Ái Quốc. Nếu như chuyện ngắn của Phạm Duy Tốn nhằm vạch trần cuộc sống lầm than, khổ cực của người dân, tố cáo bọn quan lại mục nát, bê tha, vô trách nhiệm, thì chuyện của Nguyễn Ái Quốc lại tập trung phơi bày những trò lố bịch của tên toàn quyền Varen, đại diện cho thực dân Pháp, trước người anh hùng đầy khí phách cao cả là Phan Bội Châu, đúng không nào? Qua các văn bản nghị luận được học đã nêu, các em có thể thấy được vẻ đẹp của các trang văn lập luận, đúng không nào? Đó là hệ thống luận điểm, luận cứ, cũng như cách thức lập luận chặt chẽ, sáng sủa và giàu sức thuyết phục. Còn các truyện ngắn đầu thế kỷ 20 thì cho thấy nghệ thuật miêu tả, châm biếm vô cùng độc đáo. Lấy ví dụ cụ thể, ở trong truyện Sống chết mặc bay, tác giả đã miêu tả cuộc sống cơ cực, vô cùng khó khăn, vất vả của người nông dân, đồng thời châm biếm, phê phán cái thói ăn chơi xa xỉ, độc ác, tàn nhẫn của lũ quan lại thối nát, đúng không nào? Trong phần văn thì các em còn cần nắm được nội dung và ý nghĩa của văn bản nhật dụng Ca Huế trên sông Hương. Đây là một di sản văn hóa tinh thần mang đậm bản sắc dân tộc Việt Nam, cũng là một vẻ đẹp tinh thần giàu có và phong phú cần được trân trọng, bảo tồn, gìn giữ và phát triển. Đến với phần thứ hai là phần tiếng Việt. Trong chương trình tiếng Việt thì các em cần chú ý một số vấn đề sau đây trong chương trình ngữ văn lớp 7 tập 2. Thứ nhất, đặc điểm của các loại câu, câu rút gọn, câu đặc biệt, câu chủ động và câu bị động. Thứ hai là đặc điểm và tác dụng của biện pháp tu từ liệt kê. Thứ ba là cách mở rộng câu bằng cụm chủ vị và trạng ngữ. Thứ tư là công dụng của các dấu câu, dấu chấm lửng, dấu chấm phẩy, dấu gạch ngang. Các em còn nhớ những nội dung này trong bài ôn tập tiếng Việt mà cô đã hướng dẫn trong tiết trước không? Tiếp theo, chúng ta đến với phần 3 là phần tập làm văn. Trọng tâm của phần tập làm văn trong chương trình học kỳ 2 lớp 7 là văn bản nghị luận, lập luận. Các em cần chú ý một số điểm sau đây. Thứ nhất, nắm được một số vấn đề chung về văn nghị luận. Thế nào là văn nghị luận? Mục đích và tác dụng của văn nghị luận? Bố cục của bài văn nghị luận như thế nào? Và các thao tác lập luận, chứng minh, giải thích thì ra sao? Thứ hai, các em cần phải biết cách làm của một bài văn nghị luận. Trong chương trình ngữ văn lớp 7 kỳ 2 thì chúng ta được học về hai kiểu bài văn nghị luận, đúng không nào? Kiểu bài thứ nhất đó là giải thích, chứng minh về một vấn đề chính trị, xã hội. Còn kiểu bài thứ hai là giải thích và chứng minh về một vấn đề văn học các em ạ. Phần nội dung thứ ba trong tập làm văn, các em cần nắm được nội dung khái quát về văn bản hành chính hay còn gọi là hành chính công vụ. Thứ nhất là đặc điểm văn bản hành chính. Thứ hai, các em cần nắm được
cách làm một văn bản đề nghị và báo cáo. Ngoài ra, các em cũng cần phải nhận biết được các lỗi thường mắc về các loại văn bản trên để có thể hoàn thiện cũng như sửa chữa được văn bản của mình. Vừa rồi là những nội dung cơ bản cần chú ý. Vậy thì cách ôn tập và hướng kiểm tra, đánh giá như thế nào? Chúng ta cùng sang với phần 2 La Mã. Về nội dung cách ôn tập cũng như hướng kiểm tra, đánh giá thì đã được nêu cụ thể ở chương trình ngữ văn lớp 7, tập 1. Các em cần xem lại để nắm vững cách ôn tập và hướng kiểm tra, đánh giá theo tinh thần mới. Các em phải chú ý, chúng ta ôn tập một cách toàn diện, không học tủ, học lệch và tập vận dụng các kiến thức cũng như kỹ năng của cả 3 phần một cách tổng hợp theo hướng tích hợp. Các kiến thức về văn, tiếng Việt, tập làm văn thì đều dựa vào cùng một hệ thống văn bản để khai thác và hình thành. Khi học ôn thì các em cần liên hệ và gắn với các kiến thức của mỗi phần với các văn bản chung có trong sách giáo khoa. Ngoài ra, các em còn cần tập làm quen với hình thức kiểm tra trắc nghiệm kết hợp với tự luận. Đối với mục này thì các em có thể tham khảo đề kiểm tra cuối học kỳ 1 đã nêu trong chương trình sách giáo khoa ngữ văn lớp 7 tập 1 để thấy được cụ thể hơn về các hình thức kiểm tra này. Như vậy, cô vừa hướng dẫn các em soạn bài kiểm tra tổng hợp cuối năm trong sách giáo khoa ngữ văn lớp 7 tập 2 trang 145. Hy vọng những gợi ý vừa rồi có thể giúp các em ôn tập thật hiệu quả và hoàn thành thật tốt bài kiểm tra của mình. Chúc các em học tốt, tạm biệt các em và hẹn gặp lại!